ba nhân vật Việt nổi danh trong sử cổ Trung Quốc. Dẫu cho Trung Quốc và Việt Nam đã có những mâu thuẫn cao trào liên quan đến vấn đề pháp lý, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh hùng đánh giặc Hung Nô, kiến trúc sư trưởng, tổng công trình sư của Tử Cấm Thành hay ông tổ pháo binh trong lịch sử Trung Quốc, tất cả đều là những nhân tài vô song đến từ nước Việt. Lục lại quá khứ cùng D2T khám phá chân tướng ba cái tên người Việt từng khiến dân tộc Trung Quốc ngả mũ kính nể là ai nhé. Một, danh tướng Lý Ông Trọng, vị tướng vốn nổi danh cả trong lịch sử nước nhà lẫn Trung Quốc, được cựu hoàng đế Tần Thủy Hoàng nể phục, một tay gánh nhà Tần chống giặc Hung Nô. Lý Ông Trọng, tên thật là Lý Thân, được xem là truyền thuyết sống vào cuối thời Hùng Duệ Vương và đầu thời An Dương Vương, xuất thân từ làng Chèm Từ Liêm, Hà Nội. Trong thời Hùng Vương thứ 18, ông Trọng giữ một chức nhỏ ở huyện ấp. Với tính cách cương trực, trung hậu và giàu lòng nhân ái, ông đã đánh chết một lính huyện ác độc hành hung dân phu và triều đình kết án tử hình. Nhưng vì nhận ra tài năng và đức độ của ông, vua đã ân xá. Sau đó, ông cũng rời bỏ trốn quan trường, đi cầu học ở phương xa. Đến thời kỳ Thục An Dương Vương, tướng tài Lý Ông Trọng được chọn làm sứ giả sang nước Tần để giúp dẹp loạn giặc Hung Nô. Dù Tần Thủy Hoàng đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành, nhưng tình hình vẫn không ổn định. Ông Trọng được vua Tần đích thân mời làm vạn tín hầu để đánh đuổi giặc Hung Nô. Ông được coi là nỗi kinh hãi của quân Hung Nô và mỗi khi quân Hung Nô tiến đến, ông đều dẹp tan dễ dàng. Ngay sau đó, vua Tần đã phong tước cao quý, thưởng hậu cho ông cũng như gả công chúa của Tần. Sau một thời gian, khi ông Trọng cảm thấy nhớ quê hương, vua Tần đã cho phép ông trở về Âu Lạc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi nghe tin ông Trọng đã rời khỏi Tần, quân Hung Nô lại xâm phạm lần nữa. Vua Tần gửi sứ giả sang Âu Lạc mời ông Trọng quay lại, nhưng ông không muốn rời bỏ quê hương của mình. Do đó, vua Thục đã đúc một tượng đồng lớn hệt như ông Trọng, chứa nhiều người bên trong và có thể di chuyển cử động để đặt ở cửa Kim Mã, Hàm Dương, khiến giặc Hung Nô chạy mất dép. Từ đó ở xứ phương Bắc, pho tượng ông Trọng đã trở thành biểu tượng đến hàng trăm năm sau khi ông mất, người Trung Quốc vẫn còn lập đền thờ để ghi nhớ công ơn của ông. 2. Tử Cấm Thành Trung Quốc, kiệt tác kiến trúc của nhân loại, công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng và là biểu tượng của đất nước tỷ dân, lại chính là tác phẩm của người Việt. Đó là Thái giám Nguyễn An, vốn nổi danh là thần đồng đất Việt từ bé và là thiên tài về kiến trúc. Từ năm 16 tuổi, Nguyễn An đã tham gia xây dựng nhiều cung điện đồ sộ ở kinh thành Thăng Long, thời vua Trần Thuận Tông. Dẫu phải trải qua nhiều gian khổ nơi đất khách quê người do nhà Minh xâm lược nước ta với danh nghĩa phù trần diệt hồ, cướp đi biết bao nhân tài ưu tú nước ta về Trung Hoa làm giàu xứ bạn, trong đó có Nguyễn An. Nhờ tài năng thiên phú, trí tuệ hơn người, ông đã trở thành tổng công trình sư phụ trách việc mở mang, trùng tu thành Bắc Kinh dưới thời Minh Anh Tông, khiến người đời trầm trồ với cái cách vận chuyển khối cẩm thạch nặng 600 tấn từ nơi cách xa hàng nghìn km về Bắc Kinh mà không tốn sức người, sức của ông. Cho đến nay, ông vẫn được xem là cha đẻ của Tử Cấm Thành trong nhiều bộ sử cổ của Trung Quốc như Hoàng Minh Thông Kỷ, Anh Tông Chính Thống Thực Lục, rất đáng nể. 3. Trạng Nguyên Triều Đường, Khương Công Phụ, người Việt duy nhất thi đỗ Trạng Nguyên và làm tể tướng dưới thời nhà Đường, một trong những triều đại hưng thịnh nhất Trung Quốc. Dưới đời vua Đường Đức Tông, Khương Công Phụ đã sang kinh đô Trường An dự thi, vượt qua hàng nghìn sĩ tử của Trung Quốc và các nước lân bang và đỗ đầu. Bài thi của ông xuất sắc đến mức các giám khảo đều phải tấm tắc khâm phục. Sau khi đỗ Trạng Nguyên, ông được vua Đường phong chức hiệu thư lang. Với khí cách hơn người, Khương Công Phụ đã có nhiều chính sách và công lao lớn cho nhà Đường, được vua Đường Đức Tông hết mực kính nể, phong nhiều chức vụ uy quyền. Do đó đến nay, Khương Công Phụ vẫn là thần đồng có 102 trong lịch sử phong kiến ở Việt Nam. Là người Việt đầu tiên đỗ Trạng Nguyên triều Đường, giữ vị trí danh giá trong bộ máy cai trị của cả đất nước Trung Hoa. Thậm chí, giới nho sĩ qua nhiều thế hệ đều ca ngợi Khương Công Phụ văn chương vẹn toàn, có đức độ, tư cách của một kẻ sĩ xuất chúng. Đâu chỉ là một câu chuyện của quá khứ, rõ ràng đất nước ta vẫn đang có nhiều cái tên nổi tiếng thế giới, được lọt vào danh sách 100 thiên tài đương thời thế giới. Phải kể đến như ông Võ Đình Tuấn, tiến sĩ vật lý gốc Việt, giáo sư Ngô Bảo Châu,
ông Bùi Tiến Dũng, Phó Chủ tịch nhóm điều hành kinh doanh toàn cầu và là người Việt thành công nhất tại tập đoàn máy tính IBM lớn nhất nước Mỹ. Thật đáng tự hào phải không? Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại ý kiến ngay dưới bình luận nhé. Mau đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ chúng mình nhé.